Hello, xin chào các bạn. Các bạn khỏe không? Cũng mấy bữa rồi mới không gặp các bạn nha. Bữa nay mới ăn cái món nó hơi lạ chút xíu các bạn. Có một bạn yêu cầu, khi mà mới nghe thì cũng cảm giác nó hơi là lạ, nhưng mà lại cũng muốn thử các bạn. Thì đây là cái strawberry hấp các bạn. Nó rất là mềm luôn, mới chưa có ăn thử luôn các bạn. Hấp xong thì mới để nguội, xong rồi mới để vô tủ lạnh chút xíu, tại vì nóng quá thì nó mềm mềm nữa. Thì bữa nay mình sẽ ăn với kem luôn nhé các bạn. Mình lắc nè, nó ra rất là nhiều nước luôn. Chị này đang phá mày vậy đó. Thử miếng trước nhé. Nó lạ quá các bạn ơi. Nó vẫn sực sực cái hột của nó, nhưng mà nó lại có vị giống như là chua hơn là cái mình ăn còn còn sống các bạn. Chua xong ngọt, nó lạ vậy đó. Đây. Nhưng mà các bạn ơi, ăn chung với kem lại rất là ngon các bạn. Cảm giác ăn nó chua hơn, nhưng mà khi mà ăn chung với kem thì nó lại cảm giác nó ngon hơn là khi mà mình ăn sống đó. Ăn tươi á. Mời các bạn nè. Nhiều nước. Ăn chung với kem lại rất là ngon các bạn. Nó mềm luôn. Bạn đổi với bản thân mẹ mày á, mới cảm thấy ăn sorry văng nước miếng luôn. Ăn cái này với lại cái này nó lại hợp hơn là ăn còn tươi các bạn. Tươi thì nó lại ngọt hơn, cảm giác nó ngọt hơn là cái này, nhưng mà khi mà mình ăn á, nó không có quyện vô nhau kem với lại cái này. Nhưng mà riêng mà ăn cái này, khi mà cắn cái rồi kem nó tan chung á, ăn rất là ngon, nó chua chua ngọt ngọt rồi béo béo.
Ngon quá bạn. Có rất là nhiều bạn yêu cầu cái món luộc, ví dụ như là ổi luộc nè, bạn mới chưa có làm nữa. Cái bự luôn nè. Nó dằn quá. Mà kem đợt trước á ăn không hết, nhưng mà để lại xong rồi tự nhiên nó hết, nó giống vậy các bạn, nó bị lỏng là dục hết luôn, nên lần này mình sẽ ăn hết kem luôn. Đúng là cũng là một trái cây mà làm khác nhau, cái tự nhiên ăn nó có vị khác hơn các bạn. Các bạn ơi, cái video này với lại cái video mà mới ăn thịt gà thì phải, mới nghĩ là ăn thịt gà. Xin này với hình như thêm một video nữa là mới quay bằng phone mới các bạn. Bằng phone mới thì nhìn có vẻ nó dịu hơn là cái phone cũ của mẹ mày. Cái phone mới của mẹ ông xã mày mới giờ tặng phone X Max phải không? X Max. Mày thì mày không có để ý cái đó các bạn. Hồi trước á hai vợ chồng mày rất là mê cái phone các bạn. Mê lắm. Mày xài từ iPhone 4 các bạn. Từ iPhone 4 tới bây giờ, nhưng mà năm vừa rồi thì mình không có đổi. Nhưng mà từ iPhone 4 á là mỗi lần mà nó ra ví dụ như là X hoặc là iPhone, nói chung là nó có mới là mình đổi liên tục luôn. Hai vợ chồng mê mì, rất là mê iPhone. Nhưng mà riêng năm vừa rồi thì năm trước thì phải, Christmas năm năm trước, không phải năm nay. Năm trước thì mới mua tặng cho ông xã của mình iPhone X. Khoảng ta. Nói chung là iPhone mới ra đó thì mới mua tặng cho ông xã của mình về. Xong rồi năm Giáng sinh năm nay thì năm 2018 thì ông xã mới tặng cho mình về cái laptop, cái MacBook á. Ông xã mới tặng cho tôi cái đó. Xong rồi hôm bữa ngày sinh nhật không cho quà nhưng mà cho tiền. Ông xã mới thì có một cái là hay cho tiền các bạn, tại vì hai vợ chồng thì hai vợ chồng, nhưng mà để mà mua vừa ý nhau á thì nó cũng không có không hẳn. Chị về xuống con. Thì hồi trước ông xã mê có mua cho mê cái vòng tay chẳng hạn cũng mấy trăm, nhưng mà không vừa ý mê mì nên thành ra ông xã mê cũng cũng sợ luôn. Nên vừa rồi là ông xã mê cho mê tiền, nghĩa là cái tiền đó là mê muốn mua gì mua á, thoải mái á, giống kiểu vậy, không có lo cái chuyện cái tiền đó cho gia đình hay là cho gì, giống như là mua cái túi xách hoặc là nhẫn hoặc là trang sức giống kiểu vậy đó. Xong rồi tự nhiên mấy ngày sau cái ổng mua tặng cái phone,
Cái phone này thì khoảng khoảng 2.000 hay là hơn 2.000 xíu. Năm mới vừa ra luôn, nhưng mà với lại tại vì nó nhiều kiếp để mà mới quay phim chụp hình á. Tại hồi trước hai cái phone, một cái phone là để mới xài, một cái phone là để mới quay phim đó. Thì bây giờ là tổng cộng bây giờ mình có ba cái phone đó. Thì anh thấy không có tiện các bạn, không tiện tại vì mà My thì quay phim chụp hình rất là nhiều luôn, mà cũng không đầy đâu, tại vì cái hồi trước là cũng 200 mấy thì phải, 200 mấy GB, nhưng mà riêng lần này là 500 mấy lận, mà 500 mấy GB lận thì xài chắc là xài thoải mái lắm thôi. Video này với lại video mà ăn gà thì mới quay bằng phone mới, video ăn gà các bạn mới thấy cũng rất là nhiều bạn khen. Nhìn nó mịn hơn các bạn, theo mình thấy. Các bạn xem lại nhé, các bạn xem lại cái video cũ với lại video này xem nó có khác không á. Nhiều khi các bạn không để ý á, tưởng là mê chỉnh hoặc là cái phần mềm nào đó thôi, nhưng mà thật ra thì không phải. Cái này thì mê cảm giác nhìn nó mịn hơn các bạn, nhìn nó mịn hơn. Khi làm video thì mới vẫn làm, mới không có bỏ các bạn. Nhưng mà video thì nó là cái sở thích của Mimi, và Mimi cảm thấy vui khi mà làm video nói chuyện với các bạn. Chứ vì làm YouTube thì không phải là cái công việc chính của Mimi. Các bạn thử nhé, các bạn thử một hai trái thôi, hấp hoặc là luộc hoặc là nướng thì mới chưa có ăn, nhưng mà ăn nó lạ lắm, nó khác lắm. Cái kia á, thì khi mà mình ăn cảm giác khi mình nhai á thì nó sực sực, cái này cũng sực sực, cái hồ của nó chua chua, nhưng mà nhai thì nó sẽ nhai một hồi nó mới thấm, nghĩa là nó đều với nhau với kem. Nhưng mà riêng cái này cắn một cái á, nhai một cái là nó thấm đều liền luôn. Cảm giác ăn một mình nó thì chua hơn là ăn ăn tươi, nhưng mà khi mà ăn với kem thì cảm giác nó là ngọt hơn là ăn tươi, ăn nó còn tươi á. Mà biết công ty của mình á có mặt bên Việt Nam rồi, nhưng mà tạm thời là công ty Mary chưa có chấp nhận người nước ngoài, giống như là người nước ngoài đăng ký cho người bên Việt Nam, nên thành ra chưa có được, có rất là nhiều bạn quan tâm. Nhưng mà riêng cái son á thì chỉ có bên Canada với Mỹ thôi đó, cái son hai đầu á, còn son một đầu thì có bên Việt Nam. Ăn thôi mà cũng thở mệt nữa mà. Nên là khi nào mà công ty của Mary nghĩa là chính thức mở bên Việt Nam và cho những người nước ngoài đăng ký cho người bên Việt Nam thì Mary nghĩ Mary sẽ sắp xếp về một chuyến. Yeah. Các bạn biết không, hồi trước á công ty của Mary làm là đã mở bên Việt Nam rồi, người nước ngoài đăng ký bên Việt Nam luôn. Nhưng mà tại vì cái cách trả thưởng của công ty Mary á mới vừa đổi, nghĩa là nó tốt hơn hồi trước nhiều. Nhưng mà để mà thay đổi á thì nó sẽ lại giống như là Mary sẽ không rành về mấy cái này đâu, nhưng mà nói chung là cũng phải báo lên giống như bên Việt Nam vậy đó. Trước khi công ty hoặc là cái gì đó mở bên Việt Nam thì có thể mình người dân giống như Mary thì tưởng là nó bình thường, nhưng mà cũng phải làm giấy tờ tùm lum hết các bạn, báo lên rồi kiểu như làm thế này nó ăn sao, nói chung nó cũng rành, nhưng mà nói chung cũng phải có giấy tờ đó. Thì bây giờ là giống như là sửa lại cái cách trả thưởng vậy thôi, cách trả thưởng bên Việt Nam cái này mới là thay đổi cách trả thưởng, thì nó tốt hơn hồi trước nhiều. Cái này cũng non trời đó.
Mày bận áo của ông xã anh mày mày mà hết rồi nè. Mày này rất thích bận áo, mấy cái áo này nè, nó rộng rộng vậy nè các bạn. Hết với lại cái này là nó bị lỏng rồi đó. Anh nhớ tùm lum luôn. Ăn một mình nó thì hơi chua các bạn. Thưởng á. Các bạn muốn mình ăn ăn ổi luộc thì các bạn comment ở dưới á. Mình chưa bao giờ ăn nhưng mà có rất là nhiều bạn. Các bạn có một cái nữa, đó là từ lúc mà mình làm YouTube á thì có rất là nhiều món mà mình không hề biết luôn. Thì được các bạn yêu cầu rồi Mary cũng thử mà Mary cảm thấy cũng rất là thú vị. Tại có nhiều món mà Mary nghĩ là không có ăn được, không bao giờ ăn. Rất là chua không ạ? Rất là chua nhưng mà khi mà ăn với kem thì nó lại ngọt hơn là khi mà ăn tươi, lạ vậy đó. Nước nó ra hết rồi. Cái này nấu làm mít cũng được, để em ăn bánh mì chắc lên bánh mì á. Nhưng mà nấu cái này phải để đường. Và bữa nay chắc tới đây thôi các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mê mì nhé. Còn một cái nữa các bạn ơi, còn cái son thì có rất là nhiều bạn hỏi. Nhưng mà tại vì cái son của mê mì á hết rồi các bạn. Thì Mary, khi mà Mary gửi cái son đợt này khi mà tới bên Việt Nam thì Mary sẽ để cái số phone bên YouTube nhé. Trên video chẳng hạn để cái số phone để các bạn có thể phone trực tiếp luôn. Đó, phone trực tiếp để mà đặt luôn. Nhưng mà tạm thời bây giờ là hết rồi, còn có mấy cây thôi mà mấy màu mà Mary cảm thấy không có nhiều bạn thích. Đó. Nhưng mà nếu như các bạn vẫn còn muốn muốn coi có màu gì thì các bạn có thể liên hệ bên Facebook đó. Cảm ơn các bạn. Bye bye.